Chào cả nhà, hôm nay rảnh rỗi mình mang con xe tôi này ra vệ sinh rồi tân trang nó lại. Xe tôi này là hàng của anh, hơi tối. Đây hàng của anh. Đó là nô 5. Cũng khá mới so với những cái mà hàng bãi này. Ngàm này nó ra đến gần 13 ha, 12 7 12 7. Rồi để mình xoay ra thôi. Mở hết cỡ nha. Các bạn thấy không bạn? 17 năm. Mở ra hết là 17 năm, bao kẹp luôn. Con này là nặng 27 kg. Cục sắt nhỏ xíu rồi, nặng 27 kg. Bây giờ mình sẽ mở ra từng chi tiết rồi vệ sinh thôi. Rất là kích, không gưa. Mình cũng chưa mở con này bao giờ hết á. Giờ là không biết mở ra như thế nào. Chi tiết khá đơn giản đó, chỉ có gồm bao nhiêu là thôi. Một anh quay này, chút này
Viết đơn giản cho một cái cây chua. Rồi xong. Tôm đơn chặn. Hai cây dài. Nhớ đeo kính bảo hộ vô nha.
sau khi vệ sinh sạch sẽ xong mình dán giấy lên những chỗ không cần sơn ha. Hả? Bây giờ mình đợi cho nó khô rồi lắp máy nha. Mình đã sơn xong rồi nha.
nướng 115.175 cm, gần 18 cm.